có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu, bên đèn khuya miệt mài trang giáo án, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Đó là nghề, nghề giáo tôi yêu. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên trân trọng giới thiệu 3 nhà giáo trong số các nhà giáo tiêu biểu của nhà trường. Gắn bó, cống hiến cả thanh xuân với sự nghiệp chồng người, cô Trử Thị Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã được vinh danh nhà giáo tiêu biểu là một điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với 50 năm tuổi đời, hơn 30 năm làm nghề giáo, 10 năm giữ cương vị hiệu trưởng, cô giáo Trử Thị Hải luôn để lại trong trái tim những người đồng nghiệp, những thế hệ học sinh một cảm giác ấm áp, bình dị về một nhà giáo luôn tận tâm với nghề, gần gũi với đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh. Trải qua thời gian, với nhiều cương vị quản lý, cô và tập thể ban giám hiệu đã và đang khẳng định được vị thế của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên về chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh và hệ thống các trường cao đẳng trên cả nước. Đó là thành quả suốt một chặng đường dài tâm huyết, kiên trì, nỗ lực không mệt mỏi từ vai trò của một giáo viên đến cương vị của một lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành. Vừa phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể, vừa khơi dậy được tiềm năng của mỗi cá nhân. Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội trường, đồng chí Trử Thị Hải đã có những chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác tuyển sinh và công tác đào tạo của trường, đặc biệt là định hướng tuyển sinh để phát triển ngành đào tạo và công tác tuyển sinh đối với lại nhóm người học có nhu cầu học tập hai chương trình là đào tạo song song chuyên môn và đào tạo văn hóa phổ thông trong năm học 2020-2021 và 2021-2022. Nhờ những chỉ đạo quyết liệt của đồng chí thì nhà trường đã phát triển mở rộng được một số ngành nghề mới và công tác tuyển sinh dần đi vào nền nếp ổn định, số lượng của sinh viên ngày càng tăng. Trong công tác lãnh đạo quản lý, cô đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Trong những năm qua, mỗi viên chức, nhà giáo trong nhà trường luôn có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống, để mái trường không chỉ là nơi làm việc mà còn là mái ấm của tình thân. Đó chính là điều không chỉ cô mà tất cả viên chức, nhà giáo luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Bên cạnh đó, cô cùng ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện để viên chức, nhà giáo được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích nhà giáo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Từ đó, chất lượng dạy và học ngày càng đi lên. Với cương vị Bí thư Đảng ủy, cô luôn gương mẫu thực hiện và vận động đảng viên, viên chức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như một cách để nhìn lại, tự kiểm điểm và điều chỉnh hành vi, việc làm của mình. Cùng nhau xây dựng mối đoàn kết nội bộ vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Từ đó đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý và đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên. Lấy đó làm nền tảng cho việc xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và bền vững. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cô và ban giám hiệu, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhà trường được vinh dự Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. Với sự nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp chồng người, cá nhân cô được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, các bộ, ngành, hiệp hội tặng kỷ niệm chương, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên. Nhiều năm liền được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2022, cô vinh dự là một trong 54 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tôn vinh, đại diện cho hơn 83.000 nhà giáo đang giảng dạy trong 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trên khắp mọi miền đất nước. Với sự tâm huyết, nhiệt tình và mẫu mực, cô luôn tỏa sáng là người giữ lửa, vừa là người truyền lửa cho viên chức, nhà giáo, các thế hệ học trò của nhà trường, luôn là tấm gương sáng để viên chức, nhà giáo học tập noi theo. Một trong những thầy cô tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn vững là cô giáo Trần Thị Thanh Thủy, trưởng khoa Kinh tế Tài chính. Với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi đến lớp, các em học sinh sinh viên và đồng nghiệp luôn yêu mến cô vì lòng nhiệt tình, say mê nghề nghiệp, tinh thần phấn đấu vươn lên trong công tác, sự tận tình trong giảng dạy cho bao thế hệ học sinh, sinh viên thân yêu. Trên cương vị là trưởng khoa Kinh tế Tài chính, quản lý, điều hành hoạt động của khoa, cô luôn thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Dưới sự quản lý chỉ đạo của cô, với những nỗ lực phấn đấu của các nhà giáo trong khoa, nhiều năm liền, tập thể khoa Kinh tế Tài chính đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Trong công tác giảng dạy, cô luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới và cải tiến phương pháp giảng dạy, là tấm gương mẫu mực cho đồng nghiệp noi theo. Trong suốt quá trình công tác với cô giáo Trần Thị Thanh Thủy, tôi nhận thấy rằng cô Thủy là một người có chuyên môn tốt, luôn nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Cô luôn chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như là trong công việc với đồng nghiệp, đặc biệt là những giáo viên trẻ. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo khoa, cô luôn sát sao để khoa có thể hoàn thành được xuất sắc những nhiệm vụ mà nhà trường giao phó. Tôi nhận thấy rằng cô Thủy là một tấm gương sáng để chúng tôi có thể học tập và noi theo. Ngoài công tác chuyên môn, cô còn tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm do cô tham gia thực hiện được nghiệm thu và ứng dụng có hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Không những hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, cô luôn hòa nhã, hòa đồng, gần gũi, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những khó khăn với công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Với những nỗ lực phấn đấu của cá nhân trong công tác, nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, thầy giáo Bùi Mạnh Linh luôn tiên phong trong mọi hoạt động, với quan điểm chủ động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy. Thầy không ngừng học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Các đề tài sáng kiến do thầy tham gia và thực hiện đều được ứng dụng có hiệu quả vào thực tế, được đánh giá cao tại nhà trường. Thầy Linh là người hòa đồng thân thiện. Trong quá trình giảng dạy trên lớp, thầy nhiệt tình chỉ bảo cho chúng em. Tiết học của thầy rất sinh động và dễ hiểu. Chúng em cảm ơn thầy rất nhiều. Từ năm 2017 đến nay, trên cương vị Phó Bí thư Đoàn trường, thầy cùng với Ban chấp hành Đoàn trường đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo và các phong trào của Đoàn trường cũng như đoàn cấp trên. Đồng chí Bùi Mạnh Linh là một giáo viên, đoàn viên trẻ tích cực trong các hoạt động đoàn. Với cương vị là Phó Bí thư Đoàn trường, đồng chí luôn tham mưu cho Ban chấp hành Đoàn trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ do nhà trường, đoàn tỉnh đoàn phát động. Đồng chí luôn quan tâm, giúp đỡ các đoàn viên là thanh niên trong nhà trường. Nhiều năm liền, thầy giáo Bùi Mạnh Linh đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp trường, được tặng thưởng nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam. Tiêu biểu, thầy đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Những thành tích của cô Trừ Thị Hải, cô Trần Thị Thanh Thủy và thầy Bùi Mạnh Linh đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục tỉnh Điện Biên nói chung, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp,